Đấy, thì sau khi đã thực hiện trộn cám rồi thì bà con có thể đưa cho trực tiếp vào cái dòng máy S15 F160, máy ép cám viên. Đấy, thì bà con ở xa thì không thể trực tiếp qua cửa hàng để xem quy trình ép cám cũng như là quy trình trộn cám được. Thì bên điện máy Cường Linh cũng như cơ khí Thiện Thành đã sắp xếp một buổi như thế này. Đấy, có những cái nguyên liệu như là cám cám chăn nuôi, như là cám bột, cám gạo, cám ngô, cũng như là có một số nguyên liệu như là bá vỏ dứa, đá lên men. Thì trực tiếp trộn thử qua cái máy trộn cám rồi và cho trực tiếp vào cái máy S160 này để làm thử cho bà con cái cám viên luôn. Đây, trước tiên thì bàn kỹ thuật sẽ tiến hành sử dụng cân chỉnh máy cũng như là tiến hành cắm điện, ghim điện thử. Đấy, thì trước tiên bà con bật máy lên. Đấy, thì bà con trước khi hoạt động máy cũng như vận hành máy thì mình kiểm tra những cái phần ốc ác nhé. Đấy, xem ốc nó đã siết chặt chưa, cũng như là cân chỉnh bao quả lô làm sao cho nó quay đều nhất trong quá trình sử dụng, để tránh cái trường hợp mà cám nó không ra đều, hoặc là trong cái trường hợp mà sử dụng máy sử dụng thì nó sẽ gặp cái sự cố. Đấy, thì theo máy đã tặng kèm thêm một cờ lê 14 và cờ lê 17 rồi, thì bà con cứ sử dụng cái cờ lê 17 để trực tiếp vặn cái phần ốc khóa mặt khóa quả lô cũng như là cái phần ốc để xếp quả lô xuống. Máy ép cám S160 này, nó sẽ có 3 quả lô như này. Đấy, máy cực trực tiếp S160, có lớp cực trực tiếp, nó không dùng cái loa. Đây, bà con sẽ kiểm tra xem quả lô nó có. Rồi những cái phần cám nó có độ ẩm cao như thế này, những cái bà con thì có thể mình đổi các nguyên liệu cho đi vào chậm chậm một chút. Đấy, còn nếu mà nguyên liệu nó ok phù hợp rồi thì bà con có thể đổi một lần đầy cái phế này cũng được. Bà con có thể thấy tốc độ ra cám cực kỳ nhanh luôn. Ra thì đã có nhiệt độ khoảng tầm từ 30-40% đến 30-40 độ C nhé. Các bà con có thể thấy bên cạnh nó khá là ấm rồi. Rất nhanh, tốc độ rất nhanh. Đối với cái dòng S160 này thì